Trọng tài 1 ngày hôm nay là bà Nguyễn Thị Thúy Hà, trọng tài số 2 là Nguyễn Nhật Anh. Các cô gái Thái Nguyên sẽ mặc trang phục trắng ở trận này, còn với trang phục màu đỏ là đội U23 nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi đầu ở phần sân A, còn Thái Nguyên ở bên phía phần sân B. Đây là trận đấu thứ 3 trong ngày đầu tiên của giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024. Trong các trận đấu đã kết thúc thì ở nội dung nam, Quảng Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trước Ninh Bình khi để thua tỷ số 1-3. Còn ở bảng B nữ thì mặt trận Đức Giang Lào Cai đã có một khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng trước Đắk Lắk. Hãy chờ xem Thành phố Hồ Chí Minh hay Thái Nguyên sẽ là chủ nhân của chiến thắng tiếp theo. Đây là đội hình xuất phát của Thành phố Hồ Chí Minh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Huỳnh Đỗ Hồng Loan. Có số 9 Châu Hồng My, số 2 Nguyễn Thị Kim Nguyệt, số 25 Bùi Thị Khánh Huyền, số 14 Hoàng Ngọc Mai Khanh, số 15 Nguyễn Thị Huỳnh Giao và số 19 cầu thủ sinh năm 2009 Lê Thị Diễm Hương. Lê Thị Diễm Phương. Cô gái Thái Nguyên đang tiến ra sân, cũng được dẫn dắt bởi bà Phạm Thị Hà, sẽ ra sân với đội hình xuất phát gồm có số 2 Ngô Thị Trà My, số 3 Nông Thị Yến, số 5 Bùi Thị Kim Hà, số 20 Bùi Phạm Hồng Hạnh, số 16 Đặng Thị Hồng và số 9 là Nguyễn Thúy Hương. Điểm số đầu tiên của trận đấu thuộc về các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống phòng thủ hàng sau không được như ý của số 9 bên phía Thái Nguyên là Thúy Hương. Thúy Hương là vận động viên sinh năm 2002, cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Thái Nguyên ở giải U23 quốc gia năm nay. Rất tốt, Thúy Hương tấn công chéo sân mang về điểm cho Thái Nguyên. Chắc chắn rồi, Đặng Thị Hồng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Thái Nguyên. Đây cũng sẽ là một giải đấu rất đặc biệt với Đặng Thị Hồng khi mà chủ công có chiều cao 1m68 này sẽ thi đấu tại quê nhà Bắc Cạn. Với sức bật tốt và những pha tấn công trên lưới uy lực, đa dạng biến hóa cũng như là phòng ngự ổn định thì Đặng Thị Hồng đang là cầu thủ triển vọng bậc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tình huống phòng thủ tốt của Đặng Thị Hồng. Bóng ngoài. Và tấn công chéo sân không thành công của Thúy Hương. Phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh là Kim Nguyệt. Lần này đã có điểm được ghi, cả hai điểm của, chính xác là trong số 3 điểm đến lúc này của Thái Nguyên thì đã có tới 2 tình huống là họ tổ chức những pha tấn công tốt ở biên 2. Bùi Phạm Hồng Hạnh là người thực hiện cú phát bóng. Tốt rồi.
kẻ y không thành công. Điểm tiếp tục được ghi cho Thái Nguyên. Đường chuyền sau đầu khá thuận lợi nhưng rất đáng tiếc là trong một vị trí tương đối đẹp thì Châu Hồng My lại đánh bóng ra ngoài. Bóng vẫn ngoài. Hai pha tấn công thất bại liên tiếp của Châu Hồng My. 5-2 cho Thái Nguyên. Tiếp tục là điểm được ghi cho đội bóng đến từ đệ nhất Danh Trà. 6-2. Bước 1 không tốt và Thái Nguyên lại có cơ hội lên điểm. Chắn bóng hay. Một tấn công trong tay các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh cũng không được tận dụng. Nhưng phối hợp không tốt để đập bóng từ sau vạch 3m. Loạt rally vẫn tiếp tục. Phòng thủ tốt. Điểm số sẽ thuộc về ai? Điểm số thuộc về đội bóng áo đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Mạch điểm của Thái Nguyên đã phải dừng lại. Sau một hồi giằng co thì Châu Hồng My đã ghi điểm cho cô trò huấn luyện viên Huỳnh Đỗ Hồng Loan. Có thể thấy những pha đỡ bước một của chị Hồng rất ổn định. Nó mở ra tiền đề thuận lợi cho những cầu trên của Thái Nguyên có thể thực hiện những pha tấn công với sức sát thương cao. Phòng ngự hay và lại có điểm được ghi cho Thái Nguyên. Tình huống đánh nhanh ở vị trí số 3 nhưng trước đó phải gọi công của libero bên phía Thái Nguyên với một pha lăn xả phòng ngự tuyệt vời. Giáp chắn khá nhanh nhưng Thái Nguyên không thể có tình huống chắn thành công. Người đã ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh là Lê Thị Diễm Phương. Tay đập sinh năm 2009 và là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình xuất phát của cả hai đội. Hàng sau của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ứng rất nhanh. Đặng Thị Hồng từ sau vạch 3m qua uy lực. Và có thể thấy nhà thi đấu Bắc Cạn đã được Đặng Thị Hồng khuấy động như thế nào. Đã nói thì đây là một giải đấu rất đặc biệt với cầu thủ này khi mà được thi đấu ở trên quê nhà Bắc Cạn của mình. Đường chuyền hơi khó. Cơ hội ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là pha tấn công tốt ở biên môn. Khánh Huyền là người đã ghi điểm cho đội bóng đến từ thành phố Mang Tên Bác. 5-9. Khánh Huyền từng có thời gian thi đấu cho đội Vietinbank. Quá mạnh vẫn là dứt công phá của Đặng Thị Hồng. Có chiều cao là 1m68. Nhưng sức bật và kỹ thuật trong những pha tấn công của Đặng Thị Hồng biến cầu thủ này trở thành một mũi công cực kỳ khó bị kiểm soát. Câu trả lời của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là Khánh Huyền.
Khoảng cách đang là 4 điểm nghiêng về phía Thái Nguyên. Vẫn là bóng cho Đặng Thị Hồng, quá mạnh, cú đập trên chắn của Đặng Thị Hồng. Đặng Thị Hồng cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm ở các đấu trường cao của bóng chuyền Việt Nam. Tại giải vô địch quốc gia 2024 thì cái đợt này đã thi đấu cho LP Bank Ninh Bình. Trước đó thì cũng có thời gian được cho mượn tới Kinh Bắc Bắc Ninh. Tất nhiên là với đội hình xuất sắc của LP Bank Ninh Bình thì Đặng Thị Hồng chưa có nhiều cơ hội. Nhưng đây vẫn là một viên ngọc thô rất được chờ đợi của bóng chuyền nữ Việt Nam. Được một không tốt. Có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, 8-11. Thúy Hường gặp khá nhiều khó khăn mỗi khi bị xoay xuống hàng sau. Bật quá cao. Thì Hồng có khả năng ghi điểm rất đa dạng. Xử lý lách chắn rất khéo léo của số 16. Phát bóng tấn công của Đặng Thị Hồng. Câu trả lời của Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống phối hợp đánh nhanh tốt ở vị trí số 3. 9-12. Người ghi điểm là Nguyễn Thị Kim Nguyệt. Đường chuyền rất vừa vặn của đội trưởng cũng là cây chuyền 2 Nguyễn Thị Huỳnh Giao. Bật tay chắn và cắm xuống sàn. Điểm ghi cho Nguyễn Thúy Hương và Thái Nguyên, 13-9. Ở nội dung nữ, giải bóng chuyền U23 quốc gia năm nay có 10 đội và chia làm 2 bảng B và C. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trước khi đấu chéo giữa hai bảng để có thể xếp hạng. Sẽ có tới 8 đội góp mặt ở vòng knockout. Tỷ lệ chọi ở vòng bảng là không quá cao. Thành phố Hồ Chí Minh đang có được những cú phát bóng khá tốt. 11-13. Người đã mắc lỗi trong tình huống đỡ bước 1 bên phía Thái Nguyên là Bùi Thị Kim Hà. Lần này bước 1 đã ổn hơn và có điểm cho Thái Nguyên. Kim Hà đoái công chuộc tội. Bóng vào hố đồng xu nhưng libero của Thái Nguyên phản ứng rất nhanh. Điểm số chưa kết thúc. Có một monster block cho các cô gái của Thái Nguyên. 15-11. Và tấn công không thành công của Diễm Phương. Rất hay tình huống gõ bóng lỏng và hàng sau của Thái Nguyên không có được sự phối hợp tốt. Vẫn là điểm được ghi từ Khánh Huyền. Cầu thủ sinh năm 2002 đang là nguồn điểm chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh. Bước 1 hay. Nhưng đó là tình huống đập bóng ra ngoài của Nguyễn Thúy Hương.
cầu thủ sinh năm 2002. Được chờ đợi sẽ là chỗ dựa về mặt kinh nghiệm cho những người đàn em. Nhưng từ đầu trận thì hiệu suất tấn công của Thúy Hương là không thực sự tốt. Sau đó thì Diễm Phương mắc lỗi trong cú phát bóng. Một điểm số bị bỏ lỡ đáng tiếc khi mà Thành phố Hồ Chí Minh đang có một mạch điểm tốt và gây áp lực cho đối phương. Đường chuyền khá vừa bạn. Tình huống chắn bóng hay đã mở ra cơ hội cho Thái Nguyên. Không được rồi. Đặng Thị Hồng đã không có được một vị trí đập bóng thực sự như ý. Phải thu khá sâu vào trong để có thể thực hiện được cú đập thay vì được giãn ra biên. Vẫn không phải là một đường bóng quá đẹp, nhưng lần này thì Đặng Thị Hồng vẫn có cách để lên điểm cho Thái Nguyên. 17-14. Cây chuyền 2, Trà My đã rất cố gắng hạ trọng tâm để chuyền bóng. Và dù không có được một vị trí thực sự tốt, nhưng Đặng Thị Hồng đã xử lý rất nhanh và có một pha bỏ nhỏ để ghi điểm. Chắn bóng tốt. Đây sẽ là cơ hội để Thái Nguyên có điểm số thứ 18. Không được. Và đánh lao len không được như ý, nhưng sau đó là chắn bóng thành công. Monster block cho Đặng Thị Hồng. 18-14. Ý đồ thiết lập một tình huống tấn công từ sau vạch 3m cho Bùi Thị Khánh Huyền đã bị lộ. Và Thái Nguyên đã sẽ gặp chặn sẵn dàn chắn của mình. Quá khó cho Đặng Thị Hồng. Đây sẽ là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài xác định là có điểm cho đội bóng đỏ. Cầu thủ bên phía Thái Nguyên có vẻ đã chạm lưới. Không, chính xác là một tình huống dẫm vạch. Người đã dẫm vạch là cây chuyền 2 của Thái Nguyên, Ngô Thị Trà My. Đường chuyền thấp tay của Trà My, Đặng Thị Hồng, quá uy lực. Đặng Thị Hồng đang tỏa sáng ở những thời điểm cuối set đấu và giúp cho Thái Nguyên chiếm lấy lợi thế. Hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh đã khá chủ động và sẵn sàng với tình huống chắn đôi. Nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản Đặng Thị Hồng. Tỏa sáng trong cả công lẫn thủ, tiếp tục là một tình huống chắn bóng thành công của Đặng Thị Hồng. Trong 3 điểm số gần nhất thì Đặng Thị Hồng đều ghi điểm cho Thái Nguyên. Với một tình huống tấn công và 2 monster block. Bước 1 hỏng, Thành phố Hồ Chí Minh mất cơ hội. Và vẫn là Đặng Thị Hồng được dồn bóng. Sức ép từ Thái Nguyên vẫn chưa thuyên giảm. Lại là Đặng Thị Hồng bỏ nhỏ. Thêm một cơ hội cho đội bóng áo trắng. Lựa chọn vẫn là số 16 Đặng Thị Hồng và lần này thì bóng bật chắn ra ngoài. Thái Nguyên có một điểm tựa rất đáng tin cậy ở những thời điểm quan trọng. Cách biệt đã là 6 điểm khi mà Thái Nguyên chỉ cách chiến thắng trong set này 4 điểm nữa mà thôi. Tình huống chắn đơn tốt, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh không có cơ hội tấn công. Đường chuyền sau đầu, bỏ nhỏ hay. Trà My đã gây bất ngờ khi thực hiện một đường chuyền sau đầu ra biên. Thành phố Hồ Chí Minh 22-15, có lẽ set 1 đã có kết quả rồi.
cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh ngắt mạch điểm của Thái Nguyên vẫn chưa được. Bóng lại được dồn cho Đặng Thị Hồng. Quá uy tín, kẻ mẫu mực của Đặng Thị Hồng. Hai mươi ba mười lăm, Thái Nguyên chuẩn bị chạm set point. Bóng tốt, tấn công rất đẹp mắt. Không ai khác vẫn là Bùi Thị Khánh Huyền, kẻ đập chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh. Một chút may mắn cho Khánh Huyền và Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng leo mép lưới và rơi sang phần sân của Thái Nguyên. 17-23. Vẫn là Đặng Thị Hồng. Không thể cản nổi Đặng Thị Hồng. Các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh đã rất cố gắng nhưng cố gắng là không đủ. Sẽ có set point cho Thái Nguyên. Liên tục là những tình huống đập bóng trên chắn hoặc đối phó cực tốt với những pha chắn đôi của đối phương. Với 7 set point và Đặng Thị Hồng được phép mạo hiểm một chút với tình huống phát bóng tấn công vừa rồi. Khoảng cách vẫn đang quá lớn. Trương Thị Trâm Anh vào sân bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Trâm Anh là vận động viên sinh năm 2007. Bóng đã chạm sàn và set đấu kết thúc. Thúy Hương là người tận dụng set point cho Thái Nguyên. Đập bóng xuyên chắn và Thái Nguyên thể hiện sự vượt trội của mình ở set đấu đầu tiên. Chiến thắng áp đảo. Bóng của huấn luyện viên Phạm Thị Hà tạo ra cách biệt ngay từ đầu set và không để cho đối thủ có một cơ hội nào để bắt kịp mình. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến ở trong set đấu thứ hai, trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C nữ giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.
25-18 nghiêng về phía Thái Nguyên là kết quả sau set đấu đầu tiên. Set đấu mà ngôi sao Đặng Thị Hồng đã tỏa sáng rực rỡ, giúp cho Thái Nguyên có được chiến thắng. Cú phát bóng tốt, phá được bước 1 rồi. Và đây sẽ là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và thủ vào và phối hợp đánh trông tốt. Điểm được ghi từ Châu Hồng My, cầu thủ đến từ Hậu Giang. Huỳnh Giao phát bóng. Tiếp tục là một tình huống phát bóng rất khó chịu của Huỳnh Giao. Cả hai điểm số đầu tiên ở set đấu này đều là những tình huống mà Thúy Hương đã không có được bước một thực sự ổn định. Lần này thì libero của Thái Nguyên làm tốt hơn và điểm đã được ghi. Và phối hợp đánh len rất tốt, không ai khác vẫn là Đặng Thị Hồng. Cây chuyền hai của Thái Nguyên, Ngô Thị Trà My cũng đang chơi rất tốt. Những đường chuyền vừa vặn cho Đặng Thị Hồng và cũng có những pha đổi bài đủ biến hóa để khiến cho hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn. Bóng của huấn luyện viên Huỳnh Đỗ Hồng Loan đang nhập cuộc tốt hơn ở trong set đấu thứ hai, 3-1. Phát bóng rất khó chịu. Thành phố Hồ Chí Minh đang hỏng bước một rất nhiều ở những điểm đầu tiên trong set 2. Cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng bật tay chắn và rơi vào hố đồng xu. Tỷ số là 4-1. Liệu bà Phạm Thị Hà có phải gọi hội ý không? Chúng ta hãy chờ xem. Người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh là Bùi Thị Khánh Huyền. Điểm sáng của đội bóng này ở set đầu tiên. Rất tốt, bóng bật chắn đi ra ngoài. Kim Hằng là người ghi điểm cho Thái Nguyên. Rất hay. Và phối hợp chiến thuật tốt của Thành phố Hồ Chí Minh 5-2. Và đánh trông được thực hiện rất mượt. Tấn công vào vị trí của phụ công Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Nguyệt. Số 2 của Thành phố Hồ Chí Minh đã không thể có tình huống phòng thủ thấp tay thực sự tốt. Phòng thủ tốt từ hàng sau. Nhưng rất đáng tiếc là tình huống xử lý sau đó của Thúy Hương lại không qua lưới. Cần phải năn nót hơn một chút khi mà các đồng đội đã rất cố gắng để cứu được điểm vừa rồi. Quyết định thu tay chính xác, bóng ngoài. Quyền phát bóng cho Thái Nguyên, tỷ số đang là 4-6. Cô,
Thúy Hương phát bóng. Nỗ lực phòng ngự tuyệt vời của libero bên phía Thái Nguyên. Bỏ nhỏ. Điểm số chưa kết thúc. Không, đã kết thúc rồi khi mà Thúy Hương không thể đưa trái bóng ở trong sân. Trong tư thế rất khó thì số 9 đã không thể đưa trái bóng sang sân đối phương. Bảy bốn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Những diễn biến mang lại nhiều hy vọng cho đội bóng của huấn luyện viên Huỳnh Đỗ Hồng Loan ở đầu của set 2. Nhưng vừa rồi thì Diễm Phương là người phát bóng không qua lưới. Đây là lỗi phát bóng thứ hai của Diễm Phương kể từ đầu trận. Chắn bóng tốt. Hai cú đập liên tiếp cho Khánh Huyền. Và lần này thì đã có điểm. Bóng bật tay chắn và bay rất xa ra ngoài. 8-5. Đánh biên thu của Khánh Huyền. Cú đập cắm sân của Đặng Thị Hồng. Điểm cắt quá đẹp. Hoàn toàn không có cơ hội phòng thủ cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đặng Thị Hồng chưa lên tiếng nhiều ở quãng đầu set 2. Vẫn đang sạc pin sau khi đã bùng nổ ở set 1. Chắn đôi tốt. Tiếp tục là Khánh Huyền. Lần này là Monster Block cho Thái Nguyên. Những chắn đôi có sự tham gia của Đặng Thị Hồng và Bùi Phạm Hồng Hạnh. Điểm block được tính cho Đặng Thị Hồng. Ngô Thị Trà My phát bóng. Cách biệt lúc này chỉ còn một điểm mà thôi. Tiếp tục là tình huống chắn bóng tốt. Đặng Thị Hồng. Tấm cắt quá lý tưởng cho sức bật của Đặng Thị Hồng. 8-8. Chỉ có chiều cao 1m68 nhưng sức bật của Đặng Thị Hồng thực sự đáng nể. Vẫn là cầu phát bóng của cây truyền 2 Ngô Thị Trà My. Bước một không tốt và cơ hội tấn công trôi qua. Vẫn có điểm trong một tư thế cực khó thì Đặng Thị Hồng gõ bóng vào hố đồng xu. 9-8. Hàng sau của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị mất tập trung. Lợi thế dẫn điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trôi đi rất nhanh. Đã có điểm được ghi. Thành phố Hồ Chí Minh ngắt được mạch 4 điểm liên tiếp của đối phương. Phối hợp đánh nhanh không thực sự trơn tru. Nhưng Nguyễn Thị Kim Nguyệt đã sửa bóng rất tốt. Có điểm được ghi, đường truyền ra biên 4. Kim Hằng là người đã tận dụng được cơ hội.
Vâng, xin chào quý vị. Rất may là những vấn đề về kỹ thuật đã được khắc phục và chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến trong trận đấu giữa Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh của khuôn khổ vòng bảng của nội dung nữ giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024. Sau khi có chiến thắng ở set 1 thì Thái Nguyên tiếp tục chiếm lợi thế ở trong set 2. Tỷ số lúc này đang là 20-14. Tiếp tục có điểm cho Thái Nguyên, 21-14. Ở Bắc Cạn thì từ đêm qua tới lúc này trời vẫn mưa, chỉ là ngày càng to hơn, nhưng vẫn có rất đông khán giả tới sân. Tấn công của Khánh Huyền. Trọng tài xác định cú đập bóng của Đặng Thị Hồng đã đi ra ngoài sân. 15-21 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ sinh năm 2006 Đặng Thị Hồng vẫn là ngôi sao chủ lực của Thái Nguyên và là cầu thủ nổi bật nhất trên sân đến lúc này. Phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh là Hồ Thị Bích Diệp, cầu thủ sinh năm 2010. Đặng Thị Hồng không được. Đường chuyền không thực sự khớp với tầm bao đà của Đặng Thị Hồng. Đập chéo sân đã đi ra ngoài. Hai điểm liên tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh và cầu phát bóng của Bích Diệp vẫn tiếp tục. Phát bóng rất khó chịu. Pha xử lý hai chuyền của Trà My cũng không qua được hàng sau bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. 3 điểm liên tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và huấn luyện viên Phạm Thị Hà đã quyết định hội ý. Một lựa chọn hợp lý vào thời điểm này khi mà Thái Nguyên đang có một chút sao nhãng và mất tập trung. Trời đang đổ mưa rất lớn ở Bắc Cạn vào lúc này, chúng ta có thể nghe thấy rõ tiếng mưa. Ở nội dung nữ của giải bóng chuyền
U23 quốc gia năm nay có 10 đội chia làm hai bảng B và C. Bảng B gồm có Đắk Lắk, Hóa chất Đức Giang, Lào Cai, VTV Bình Điền, Long An, Hà Nội, Binh chủng Thông tin Trường Tươi, Bình Phước. Còn bảng C có sự hiện diện của Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Việt Tin Banh và Thái Nguyên. Rất đáng tiếc là Thành phố Hồ Chí Minh lại tự tay kết thúc mạch điểm của mình. Phạt bóng không qua lưới của cầu thủ sinh năm 2010 Hồ Thị Bích Diệp. Được một tốt, tấn công nhanh ở vị trí số 3 chưa thành công. Chuyền bóng ra biên nhưng vẫn bị chắn. Vẫn là tình huống chắn đôi của Đặng Thị Hồng và Bùi Phạm Hồng Hạnh. Một monster block giúp cho Thái Nguyên chạm điểm số thứ 23. Cây chuyền hai, Ngô Thị Trà My phát bóng cho Thái Nguyên. Được một tốt. Thái Nguyên vẫn đang phòng ngự một cách rất lì lợm. Tiếp tục là tình huống chắn bóng thành công. Vẫn là tấm khiên Hồng Hạnh và Đặng Thị Hồng. Hai điểm block liên tiếp. Thái Nguyên một lần nữa có set point ở thời điểm tỷ số là 24-17. Giống hệt như set 1. Và tấn công từ hàng sau chưa được. Kim Hằng cũng không thể đập bóng, vẫn còn cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và họ sẽ ở lại set đấu này chỉ ít là thêm một điểm nữa. Bóng sượt qua tay chắn và đi ra ngoài sân. Được một không thực sự tốt. Tiếp tục là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh có điểm. Cú đập của Châu Hồng My, bóng leo mép lưới và trở nên khó đoán định hơn. 19-24. Vẫn còn tới 5 set point cho Thái Nguyên, vẫn còn quá nhiều cơ hội. Huỳnh Giao là người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục hỏng bước 1. Cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh chạm ngưỡng điểm 20. Chưa được. Và dắt chắn rất nhanh. Lựa chọn uy tín nhất thì vẫn là Đặng Thị Hồng. Hãy chuyền một đường chuyền thuận lợi và Đặng Thị Hồng sẽ không làm bạn thất vọng. 25-19. Vẫn là sự áp đảo của Thái Nguyên. Gió không có cơ hội để đổi chiều ở set đấu thứ 2. Thái Nguyên nhập cuộc chậm ở đầu set, nhưng sau đó thì mọi thứ lại trở về đúng với trật tự.
ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến trong set 3. Điểm đầu tiên thuộc về Thái Nguyên. Nỗ lực tấn công ở biên 2 thất bại của Khánh Nguyên. Khánh Nguyên là cầu thủ cũng từng khá nổi trong màu áo của Vietinbank. Quá uy lực. Cú đập bóng cắm sân của Đặng Thị Hồng. 3-1. Tầm cắt của Đặng Thị Hồng vượt quá sức chịu đựng của hàng chắn bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Bất cứ một cầu thủ nào của Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể chắn được Đặng Thị Hồng. Cơ hội để Thái Nguyên tiếp tục lên điểm. Đặng Thị Hồng từ sau vạch 3m. Và vạch tạc quá uy lực của Đặng Thị Hồng. 4-1. Sẽ không bất ngờ nếu như trận đấu kết thúc sau 3 set. Trong danh sách đội tuyển U20 Việt Nam tham dự giải U20 châu Á thì Đặng Thị Hồng cũng là cầu thủ duy nhất của Thái Nguyên và là cầu thủ duy nhất của cả hai đội có tên. Tiếp tục là điểm được ghi cho Thái Nguyên, 5-1 rồi. Lần này thì Kim Hằng là người lên điểm. Phát bóng tấn công không qua lưới của Đặng Thị Hồng. Đây là cú phát bóng lỗi thứ hai từ đầu trận của cầu thủ sinh năm 2006. Cú phát bóng đi sâu về cuối sân. Bước một được xử lý tốt, tuy vậy thì Thúy Hương đã bị chắn. Tiếp tục là điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 3-5. Lần này thì phụ công Hồng Hạnh đã lên điểm. Phạm Hồng Hạnh không có nhiều tình huống tấn công trong ngày hôm nay. Số 20 vẫn mang về rất nhiều điểm cho Thái Nguyên với những pha chắn bóng hiệu quả.
cú đá bóng ra ngoài. Vào bóng hơi bị sớm và trái bóng đã bị quá ngửa, nó thẳng ngoài sân. Lúc tấn công bất thành của Bùi Thị Kim Hằng. Bóng ngoài sân. Phát bóng sâu về cuối sân của Châu Hồng My. 7-4 cho Thái Nguyên. Và tấn công tốt ở biên 4. Người ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh là số 10, Trương Thị Trâm Anh. Đập lách chắn rất khéo. Đặng Thị Hồng. Và xử lý lỏng tay rất khôn ngoan của Đặng Thị Hồng. Không chỉ là những cú đập uy lực và sức bật, kỹ thuật, khả năng đọc tình huống và xử lý của Đặng Thị Hồng cũng là rất ấn tượng. Đang những tình huống giằng co và lựa chọn cuối cùng vẫn là Đặng Thị Hồng, không thể chắn được, không có cách nào cả. Tầm cắt của Đặng Thị Hồng hoàn toàn trên chắn của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. 9-5. Và tấn công nhanh ở vị trí số 3 không thành công, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ có cơ hội để gỡ điểm. Pha xử lý hai chuyền hay. Và cây chuyền hai Huỳnh Giao mang về điểm số cho Thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Giao đã tạo ra được yếu tố bất ngờ. Huỳnh Giao là cây chuyền hai sinh năm 2006. Tiếp tục nhồi bóng cho Đặng Thị Hồng thu vào từ biên. Không có lời giải cho bài toán Đặng Thị Hồng. Đường chuyền thấp tay của cây chuyền 2 Huỳnh Giao. Vừa rồi là điểm số tương đối may mắn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm số là 70. Sau trận đấu này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh trận thứ hai gặp Hải Dương vào ngày 11 tháng 9. Thái Nguyên thì trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 gặp đối thủ cũng là Hải Dương. Pha phối hợp tấn công chưa thực sự tốt ở vị trí số 3. Nhưng vẫn là một pha chắn bóng thành công của bộ đôi Đặng Thị Hồng và Bùi Phạm Hồng Hạnh. Đường chuyền khó và Khánh Nguyên đã không thể đẩy trái bóng sang sân. Trong ngày hôm nay thì lễ khai mạc của giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia và trận đấu
ở bảng A5 giữa Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trên kênh On Sport. Trận đấu giữa Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng chắc chắn sẽ rất đáng xem. Có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ số được rút ngắn xuống còn 9-11. Tình huống phòng ngự hàng sau không thành công vừa rồi là của Lò Thị Đào. Khánh Huyền phát bóng. Bước một tốt. Và rất khó để Đặng Thị Hồng có thể bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Và phối hợp Nghi Binh ở vị trí số 3. Và Đặng Thị Hồng thu vào từ biên, kết thúc một cách gọn gàng. Công tốt. Người ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh là Trâm Anh. Đập bóng rất hiểm từ biên 4 của Trương Thị Trâm Anh. Kim Nguyệt là người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang hết sức kiên trì bám đuổi Thái Nguyên. Phát bóng đi quá dài của Kim Nguyệt. 13-10. Vẫn là Trâm Anh ở biên 4. Nhưng lần này thì hàng chắn của Thái Nguyên đã làm việc tốt. Chưa có điểm cho Lò Thị Đào. Lại là Trâm Anh. Vẫn là Lò Thị Đào, bóng không qua lưới. Với sự lỏng tay không tốt của số 18 bên phía Thái Nguyên. Một điểm ace. Và phối hợp không tốt của các cầu thủ bên phía Thái Nguyên đã hơi mất tập trung một chút. Cách biệt lúc này chỉ còn là một điểm. Châu Hồng My phát bóng. Bóng ngoài. Phát bóng đi quá dài của các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh. Rất khó chịu và có điểm ace. Trái bóng cắm xuống sàn rất nhanh và có điểm ace cho Kim Hằng. Được một không tốt. Cơ hội để Thái Nguyên tiếp tục bứt lên và gia tăng lợi thế của mình. Xử lý hay. Đã xử lý hai chuyền cực kỳ đột biến của cây chuyền 2 Chami. Mười sáu mười hai. Bóng ngoài. Hai đội mắc khá nhiều lỗi phát bóng ở trận đấu này. Lần này đến lượt Kim Hằng là người mắc lỗi. Lò Thị Đào. Đối thủ tốt của libero bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Số vẫn đang ở thế giằng co. Hai bỏ nhỏ không qua được hàng sau của Thái Nguyên.
nhưng vẫn là cơ hội cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác. Khánh Huyền là người đã kịp thu vào từ biên 4 và ghi điểm với cú đập bóng bật chắn ra ngoài. 14-16. Hy vọng chưa phải là đã hết với thành phố Hồ Chí Minh. Kim Huệ là người phát bóng. Phát bóng khá tốt nhưng bước một còn hay hơn. Đập bóng ra ngoài của Lọ Thị Đào. Điểm số mà Thái Nguyên không sử dụng Đặng Thị Hồng quá nhiều nữa. Bóng dồn ra biên 4 khá nhiều. Nhưng hiệu suất tấn công của Lò Thị Đào đang không thực sự ổn. Vẫn là lựa chọn mang áo số 18 và một lần nữa Thái Nguyên không thể ghi điểm. Block thành công 16 đều. Và bây giờ là thời điểm mà bà Phạm Thị Hà phải gọi hội ý. Có lẽ huấn luyện viên Phạm Thị Hà cũng muốn chia sẻ bóng và tạo nhiều cơ hội cho các cầu công khác của Thái Nguyên, thay vì họ liên tục dồn bóng cho Đặng Thị Hồng. Thái Nguyên đang được san sẻ ra nhiều vị trí hơn. Vì vậy thì trong những điểm số gần đây, các tay đập kép phụ của Thái Nguyên làm việc không thực sự hiệu quả. Thái Nguyên đã đòi lại điểm. 17-16. Và phối hợp tốt ở vị trí số 3. Những pha tấn công ở vị trí số 3 không phải là vũ khí mà Thái Nguyên sử dụng quá nhiều từ đầu trận. Bảy người cứu bóng rất đẹp mắt. Đặng Thị Hồng. Đó không phải là tư thế đập bóng thất lợi của Đặng Thị Hồng. Là rally rất hay, Khánh Huyền. Thái Nguyên phòng thủ thành công và đây là cơ hội cho Đặng Thị Hồng. Bóng ngoài sân. Điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. 17 đều. Đây có thể sẽ là set đấu giằng co và khó lường nhất từ đầu trận. Mai Khanh là người phát bóng. Đặng Thị Hồng không thể ngăn cản Đặng Thị Hồng, bóng sượt qua mép lưới nhưng vẫn ở trong sân. Đập lách chắn rất khéo léo. 18-17. Nông Thị Yến phát bóng cho Thái Nguyên. Khá khó chịu nhưng bước một tốt. Bị chắn rồi. Đánh lao lên không thành công. Khánh Huyền cũng chưa thể qua được hàng chắn của Thái Nguyên. Và đây sẽ là cơ hội để Thái Nguyên lên điểm. Điểm số chưa kết thúc. Đặng Thị Hồng sẵn sàng ở biên, thu vào trong. Và có điểm cho Thái Nguyên. Vào thời điểm giằng co cuối set đấu thì Thái Nguyên lại trông cậy vào Đặng Thị Hồng. Một điểm tựa quá uy tín và tin cậy cho họ. Chúng ta chờ phán quyết của trọng tài, bóng ngoài sân. Và cũng không chạm chắn. 20-17 cho Thái Nguyên. Thái Nguyên đã ghi 3 điểm liên tiếp sau khi huấn luyện viên Phạm Thị Hà gọi hội ý.
Khánh Huyền. Thêm cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là Khánh Huyền và Khánh Huyền bị chắn. Vẫn là tình huống chắn đôi của Hồng Hạnh và Đặng Thị Hồng. Mỗi khi Hồng Hạnh và Đặng Thị Hồng cùng ở hàng trên thì Khánh Huyền có rất nhiều điểm block. 21-17. Bước 1 không tốt. Và mạch điểm của Thái Nguyên chưa dừng lại. Họ đã ghi 5 điểm liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh phải gọi hội ý. Pha xử lý tốt. Bình Giao đã ứng biến rất nhanh. Thành phố Hồ Chí Minh đã ngắt được mạch điểm của Thái Nguyên. Một đường bóng khó và Huỳnh Giao xử lý hai chuyền rất khôn ngoan. Đặng Thị Hồng không thể chắn được Đặng Thị Hồng. Quá uy lực. 23-18. Phần lớn các điểm số của Đặng Thị Hồng thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn sẵn sàng set up chắn đôi. Nhưng như vậy là không đủ để cản cầu thủ này. Thêm một cơ hội để Thái Nguyên ghi điểm. Đặng Thị Hồng. Đó không phải là đường chuyền quá đẹp. Tư thế đập bóng bị ngửa về sau. Lần này thì sao? Pha bỏ nhỏ không thành công. Bóng không qua lưới. Chưa có match point cho Thái Nguyên. Bóng ngoài sân. Khánh Huyền có 5 match point. Phát bóng đi ra ngoài của Khánh Huyền. Chọn phát bóng khó ép vào trái tay của đối phương. Khá nhạy cảm. Và trận đấu đã kết thúc với chiến thắng cho Thái Nguyên. Bất ngờ không có cơ hội xuất hiện ở trận đấu này. Đặng Thị Hồng và các đồng đội thể hiện sự xuất sắc và sức mạnh của mình xuyên suốt cả 3 set đấu và đã có được chiến thắng chung cuộc. Trong trận đấu đã kết thúc sớm hơn thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng có thắng lợi 3-0.